rộng rãi, khang trang, đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Phòng khám miễn phí chùa Phước Lâm, tỉnh Sóc Trăng hoạt động từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, tiếp đón hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày. Với tấm lòng lương y, tinh thần từ bi của những người con Phật, các bác sĩ luôn làm việc hết lòng vì sức khỏe bệnh nhân. Lương y, y sĩ, bác sĩ của phòng chẩn trị học cổ truyền thì ở đây chúng tôi làm là bằng cái tâm, chứ không vì tiền. Là chúng tôi điều trị miễn phí cho tất cả bệnh nhân. Phòng khám thì được Sở Y tế cấp phép hoạt động đúng theo tiêu chuẩn. Chủ yếu thì chúng tôi ở đây là điều trị về cơ xương khớp. Ví dụ như là thoát vị đệ đệm, gai cột sống, thoái hóa cột sống, gai khối, gai gối, gai khớp. Bên cạnh phòng vật lý trị liệu, còn có các phòng châm cứu có thể hỗ trợ hàng chục bệnh nhân một lúc. Không chỉ tại Sóc Trăng, người dân tại các tỉnh thành lân cận cũng tới chùa để được điều trị miễn phí. Cơ xương khớp cũng khá nặng, cho nên khi được nghe anh chị em mà họ điều trị trước, họ về họ truyền cho mình nghe, rồi bắt đầu là mình nắm bắt thông tin theo dõi. Và mình cũng rất là may là được sinh hoạt ở chỗ gia đình Phật tử, anh chị đây cũng sinh hoạt gia đình Phật tử. Cho nên mình nắm bắt thông tin và mình quyết định tìm xuống đến đây để điều trị. Và qua cái quá trình điều trị thì cũng được các cô chú, anh chị em, nhân viên ở đây điều trị rất là tận tình. Thì ở đây mình cảm thấy cái phương tiện điều kiện ở đây cũng tương đối ổn định để điều trị cho một bệnh nhân. Dù là nặng nhưng mình cảm thấy cũng thoải mái. Chùa Phước Lâm còn trao tặng thuốc nam miễn phí giúp bà con mau chóng khỏi bệnh. Mô hình phòng khám từ thiện nơi tự viện đã đem lại điều kiện chăm sóc sức khỏe, sự hỗ trợ thiết thực cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.